Xin chào quý vị và các bạn Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục trò chuyện về một mẫu xe mới của Mitsubishi Đó chính là Mitsubishi chưa có tên Thực ra thì mình cũng vừa mới tham dự một cái buổi ra mắt online để trực tiếp tại bên Indonesia Và nếu như chúng ta nhớ lại triển lãm ô tô cách đây khoảng hơn một năm ấy Thì chúng ta sẽ thấy rằng Mitsubishi có ra mắt một cái mẫu tại Việt Nam Đấy chính là mẫu XFC nhưng trong cái buổi ngày ra mắt hôm nay thì mình nhìn thì đúng là cái mẫu này nhưng mà Mitsu lại không dùng cái XFC. Đấy. Nhưng mình nghĩ rằng thôi mình cứ tạm gọi là XFC đi còn khi ra mắt chính thức là mẫu xe nào thì hộ lúc đấy chúng ta sẽ tính tiếp. Mà mình cũng tiết lộ luôn là trong cái dịp từ mùng 9 mùng 10 tháng 8 này này thì bọn mình cũng có bay qua Indonesia để tham dự cái lễ ra mắt chính thức của mẫu xe này khi đấy thì mình biết được tên mình chia sẻ thêm nhá. Thế bây giờ mình sẽ dùng cái hình ảnh cái bản thương mại lần đầu tiên ra mắt công chúng so lại với cái bản concept ngày xưa tại triển lãm Việt Nam thì chúng ta sẽ thấy có gì khác biệt không ạ? Đầu tiên thì chúng ta luôn nhìn vào cái tổng thể đi thì có vẻ như cái bản từ cái bản vẽ này, ra những cái bản clay model này, ra những cái bản prototype này thì cái form của nó nó đã được xác lập rồi. Có nghĩa là cái kích thước trục cơ sở phân khúc của chiếc xe này đã được xác lập. Nó là một mẫu xe SUV cỡ B. Cái từ SUV hay Crossover bây giờ dùng nó không còn quá quan trọng nữa các bạn nhé Nó không còn quá quan trọng nữa Đó Thế thì bây giờ chúng ta họ gọi như vậy thì ok chúng ta cũng xem là như vậy đi Phần khúc B quan trọng sau này tầm tiền nó là bao nhiêu Thế đầu tiên là chúng ta lại xét về cái từ cái thiết kế này ra cái form này rồi ra cái tầm phân khúc này Thế ra cái tầm tiền thì nó sẽ cùng với Kona, nó sẽ cùng với HRV, nó sẽ cùng với cả sell toss vân 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 thế thì cái tầm tiền của nó nó sẽ rơi vào 6 xx và 7 xx đó thì chúng ta sẽ chờ xem cái giá mắt uh, tại bên Indo bao nhiêu đến khi giá mắt Việt Nam nó là bao nhiêu nữa thì đến từng thời điểm thì mình chia sẻ thêm về bản thương mại này thì nếu như chúng ta nhìn sâu vào các cái vùng chi tiết bao gồm phần nắp capo khá giống phần mặt ca lăng là hơi khác nha có thể là tùy các phiên bản tuy nhiên nó so với bản concept thì nó có điều chỉnh một chút nhưng nó vẫn thể hiện được cái ngôn ngữ dynamic siêu đặc biệt là cái phần đèn đây là phần đèn t shape đấy cũng đúng Đó, ngay từ ban đầu có nghĩa là cái việc mà thiết lập lên cái ngôn ngữ thiết kế cái bảng ngay từ đầu đấy thì nó đã mang cái tính nhất quán rồi nhưng có lẽ cái phần đáng bàn nhiều nhất là cái phần cảm bên dưới mà đặc biệt các bạn nhìn trên cái bản uh, concept ngày xưa trưng bày triển lãm ô tô Việt Nam nó làm cái vòng tròn to đùng ấy to thôi rồi luôn như hai cái lỗ mũi nhưng cho đến bản thương mại bây giờ đã gọn gàng chưa ạ? Quá gọn gàng Đúng không ạ? Này hốc này, cản này Cái hốc ngày xưa thì bây giờ lại thành cái cản rất dày Và cái đèn được giấu chìm được sau Nhìn khỏe đẹp Thế mình mới nghĩ rằng có khi đây là một cái chiêu thức của người ta Chứ không phải người ta không muốn làm, không thể làm ra được cái này Đúng không ạ? Có cái vấn đề đấy thì chúng ta mới bình luận nhiều Chút nữa chúng ta sẽ xem thêm phần đùa chúng ta sẽ thấy thì không? phần bên hông góc 3 phần tư không có quá nhiều thay đổi trụ à, a b uh, c rồi kính thân xe ba lê, ốp nhựa sần họa tiết khá giống ốp và bánh cũng vậy à, bộ mâm bộ mâm ra bản thương mại này thì nó cũng con xếp kiểu như cái vòng xoáy như vậy Đấy, nhìn rất là ngầu thì ra cái bản thực tế thì bản chất là nó cũng chỉ là phối màu lại một, phối lại màu một chút thôi không có cái quá nhiều cái sự khác biệt bây giờ chúng ta xem tiếp là cái phần gì đây? À bây giờ chúng ta nhìn đến phần bên xe này, này bên thân xe này này, đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy đây là một chiếc xe nhật nhưng bộ mâm nó không hề nhỏ. Trong phân khúc này nếu mà dùng đến mâm 18 là được đấy. Mình sẽ kiểm tra thêm sau này ra cái bản size lốp là bao nhiêu nữa. Bởi vì các cái mẫu xe ngày xưa nếu bạn nhìn sang cái cùng phân khúc của Hàn với Nhật ấy, những cái mẫu xe cái tầm này ấy, nhìn cái thân thì nhiều khi nó to để lấy cái không gian chứa nhưng cái bánh nó thì bằng cái que tăm ấy. À, body thì to tay chân thì lại teo tóp nhìn nó không cân đối thì mẫu xe này là nhìn cân đối hơn nữa là cái trong cái buổi ra mắt ngày hôm nay là gầm là hai theo mình nghe được là gầm là 222 gầm 222 là ngang các cái mẫu bán tải rồi đấy thế cho nên cái điều kiện dùng ở Việt Nam thì nó khá là phù hợp mình nghĩ là như vậy mình nhìn thêm một chút đi nếu như đúng cái ảnh này là cái bản thương mại thì các cái phần viền chrome này trụ b này phần cửa kính này khá là đẹp được rồi nhưng mà cái những cái phần kỹ này gân quốc các kiểu chi tiết này hôm sau mình sang tới triển uh, lãm bên Indo mình sẽ quay kỹ thêm uh, các bạn nhé hẹn các bạn trong cái ngày hôm đó bây giờ mình nhìn tiếp đi phần đuôi xe thì đèn vẫn là đèn t shape này vây cá này kính này cánh lướt gió đặt trên này nhìn là đẹp đấy nhìn tức là mình nhìn từ bỏ cái phần cản dưới đi từ cái chữ Mitsubishi từ cái phần biển số ấy mình bỏ đi thì nhìn lên phần trên là đẹp đẹp nhưng mà nó có cái kiểu gì đó nó cũng hơi hàn quốc một tí nhỉ, hơi upa một tí blackpink vừa sang chăng ảnh hưởng chăng <laughs> thực ra bây giờ là cũng học hỏi nhau mà có vấn đề gì đâu cái nào tốt thì chúng ta phổ biến à, đây có một cái chi tiết nữa là cái phần cản dưới các bạn sẽ quay trở lại cái hình ảnh ngày xưa chúng ta nhìn lại cái bảng mà concept được trưng bày tại việt nam chưa? thì các bạn sẽ cũng nhìn thấy cái ôi trời đồi ống xả đèn led bao quanh to đùng Cản à, cảm to đùng thì mình nghĩ rằng cái đó cũng là một cái cách để gây cái sự chú ý mình nghĩ vậy nếu là bạn thì bạn có làm như vậy không ạ có chữ tạo được cái dư luận mong chờ cho đến cái ngày ra mắt chúng ta lại đưa thêm một chút thông tin cho đến ngày ra mắt sát ra mắt chúng ta lại cho thêm một chút thông tin nữa cho đến ngày cuối cùng chúng ta lại đập thêm một chút thông tin nữa thế là nổ làm cái đoàn cái thế là gọi mình hay gọi là truyền thông kiếm được đấy được chưa? Thì đấy là cái chiến thuật về truyền thông của hãng. Mà bây giờ là các bên đều làm. Đó, cho nên mình cũng phải tỉnh táo đấy, nhiều khi mình uh, chơi thông tin sớm quá lại không nắm được. <laughs> bây giờ tóm lại là nếu như quan điểm về cái góc nhìn của mình đối với xe này này thì mình nhìn thấy cái thiết kế nó đẹp, trẻ trung và cái tỷ lệ nó cân đối cái này có lẽ là nó sẽ là một cái xu hướng thiết kế mới trên cái dòng uh, suv nhưng mà gọi là từ mini suv đến small suv tức là những cái dòng suv cỡ nhỏ mà mitsubishi nhắm tới đó các cái đường nét nó nó, nó bo tròn và nó có cái gì đấy nó đậm đà nó, nó, nó đầm nó thắm và cái thông tin cuối cùng ấy là mình sẽ chia sẻ thêm các bạn một số cái thông số kỹ thuật về cái mẫu suv cỡ nhỏ này thì cái kích thước tổng thể của nó là 4.390 uh, nhân 1810 nhân với cả 1660 mm đấy là theo cái dài rộng cao và sáng cầm xe mình chia sẻ rồi là 222 dung tích động cơ là 1.5 lít hộp số là CVT uh, hệ dẫn động là cầu trước thì đây những là cái thông tin ban đầu mình có được thôi nhưng mà mình vẫn kỳ vọng cái mẫu xe này là nó có cái avkd nữa thì hay. Mình cũng kỳ vọng cái mẫu xe này và nếu như có thêm với cái thiết kế này mà có thêm cái bản điện nữa thì lại còn ngon. Tuy nhiên là tất cả những cái thông tin đó chúng ta phải chờ trong cái buổi ra mắt trong thời gian tới. Và mình hy vọng rằng sẽ có mặt tại cái triển lãm ô tô diễn ra tại Indonesia vào đầu tháng năm mới và các bạn nhớ subscribe rồi là follow kênh để uh, hy vọng không bỏ lỡ những cái hình ảnh mà mình sẽ cập nhật tới mới nhất cho quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn ạ. À.